Mình cùng bắt đầu bài học nhé. Phần thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm của chủ ngữ và vị ngữ. Ở những bậc học dưới, các con đã được làm quen và câu có hai bộ phận chính. Đó là bộ phận chính thứ nhất là chủ ngữ và bộ phận chính thứ hai là vị ngữ. Hai bộ phận chính này sẽ tạo nên cấu trúc của câu và ta sẽ gọi bộ phận chính thứ nhất là chủ ngữ. Các con nhớ nhé, bây giờ ta sẽ gọi bộ phận chính thứ nhất trong câu là chủ ngữ và thông thường được viết tắt là C hoặc CN. Bộ phận chính thứ hai của câu ta gọi là vị ngữ và vị ngữ thường được viết tắt bằng chữ V. Chủ ngữ thường trả lời cho câu hỏi ai, con gì hoặc cái gì. Còn vị ngữ thì thường trả lời cho câu hỏi làm gì, là gì và thế nào.